Xin chào các bạn đã truy cập kênh Mimosa Vlog. Cảm ơn các bạn đã đăng ký, chia sẻ và ủng hộ kênh. Trong nội dung clip này, mời các bạn cùng nghiên cứu cách sử dụng phần mềm Snip Pin Tool, một công cụ cắt hình rất hiệu quả của Microsoft. Thưa các bạn, công cụ Snip Pin Tool nó có ở hầu hết các cái hệ điều hành Win 7, Win 8, Win 10 và hiện nay mới nhất là Win 11 đều có cái công cụ này. Khi mà chúng ta làm việc ở trên máy tính thì thao tác các hình, các dữ liệu đó là một cái thao tác mà hầu như chúng ta sử dụng thường xuyên. Có nhiều cách để giải quyết cái công việc này. Ví dụ như là chúng ta tải các cái phần mềm chuyên dùng để cắt hình về trên máy và sử dụng các phần mềm này để thực hiện. Tuy nhiên cái việc này thì nó tốn thời giờ và không phải máy tính nào cũng có cái phần mềm này cho chúng ta cắt. Như vậy mỗi lần mình cắt là mình phải cài đặt phần mềm, nó mất thời giờ. Vậy thì có cách nào hay? Thì nắm được cái nhu cầu này của người sử dụng cho nên Microsoft đã tích hợp sẵn cái phần mềm Snip Pin Tool vô trong công cụ của Windows luôn thưa các bạn. Nó là một cái bộ phần mềm công cụ nằm trong cái hệ điều hành Windows luôn. Khi cài đặt Windows ra là nó tự có cái phần mềm này trong máy tính rồi. Vậy thì bây giờ cái cách sử dụng nó như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi clip nhé. Thưa các bạn, cách sử dụng phần mềm Snip Pin Tool như sau. Trước hết là cách mở phần mềm. Để mở phần mềm, chúng ta hãy nhấp chuột vào cái nút lệnh Start. Có cái ô để nhập cái nội dung tìm kiếm. Trong này mình hãy nhập vào từ Snip, S-N-I-P. Chúng ta chỉ cần nhập ba từ này là phần mềm nó sẽ được hiển thị ở trên. Sau đó mình click chuột lên phần mềm để mở. Phần mềm Snip Pin Tool giao diện của nó rất là đơn giản. Trên cùng xuống là thanh tiêu đề. Thứ hai đó là các cái công cụ. Và thứ ba đó là một số cái lời mách giúp, tức là trợ giúp hướng dẫn cái cách cắt hình. Để cắt hình thì chúng ta nhấy vào lệnh New Mob. Trong này chúng ta muốn cắt cái gì, chúng ta cắt cái loại gì. Trong này Free Form Snip, tức là cắt với cái đường cắt tự do theo cái đường rê chuột. Rectangle Snip là cắt theo hình chữ nhật. Window Snip cắt theo từng cửa sổ. Và Full Screen Snip là chúng ta cắt toàn màn hình. Như vậy chúng ta thường cắt đó là cắt hình chữ nhật theo ý muốn của mình. Mình rê và kéo theo hình chữ nhật. Và trong Mob chúng ta chọn Delay. Delay là cái khoảng thời gian chúng ta trì hoãn, ngừng lại khi mà chúng ta thực hiện cái lệnh cắt. No Delay là không có trì hoãn. Trì hoãn 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Cancel là hủy không cắt. Option là cài các cái chức năng cài đặt. Bây giờ mình tiến hành cắt. Chúng ta chọn lệnh New. Giả sử cái tình huống này chúng ta cần cắt cái bức ảnh của Charlie. Chúng ta chọn vào lệnh New, sau đó cho trỏ chuột vào góc trên cùng phía bên trái và kéo chuột cho đến góc dưới cùng ở bên phải, thả chuột. Thì mình sẽ được bức ảnh cần cắt. Sau khi cắt ảnh rồi, mình có thể copy trực tiếp, nhấy vào lệnh copy và dán vào các cái ứng dụng, hoặc mình có thể lưu lại cái ảnh này. Chúng ta chọn vào Save Snip để lưu. Sau khi chọn Save Snip, mình chọn vào ổ đĩa, chọn vào thư mục và đặt tên ảnh tại ô File Name. Ví dụ chúng ta đặt tên ảnh ở này là ảnh Charlie chẳng hạn. Nhấn vào lệnh Save để lưu. Và nếu mình cần chỉnh sửa hay là mình cần ghi chú thì ở này có các nút nét bút để mình có thể chỉnh sửa. Nét highlight, eraser là cái cục gom, chức năng là để gom tẩy các cái nét bút mà chúng ta đã vẽ. Nó có thêm edit word pen 3D, cái này để hiển thị mở cái phần mềm, mở cái ảnh này ở trong cái phần mềm Pen 3D của Microsoft. Phần này mình sẽ nói ở trong clip khác cho các bạn. Sau khi sử dụng phần mềm xong, sau khi chỉnh sửa xong, copy và lưu hình ảnh xong, chúng ta nhấy vào lệnh Close để thoát. Close. Và mình kiểm tra lại trong thư mục xem chúng ta có cái hình vừa lưu chưa. Chúng ta chọn ổ đĩa D, thư mục. Như vậy vừa rồi chúng ta vừa lưu một bức ảnh có tên là Charlie. Rất là nhanh thưa các bạn.
mình có thể sử dụng cái bức ảnh, cái tệp ảnh này cho các cái mục đích của mình. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi là các thao tác để sử dụng phần mềm Snipping Tool. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip. Chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn.